Giới thiệu thực đơn cho bệnh nhân tiểu đường cà om. Nguyên liệu chính: cà 250g, gia vị: dầu vừng 5g, đậu non 5g, rau thơm 3g, tương dầu 10g, cây tần bì gai 5 hạt, muối 4g. Cách chế biến: rửa sạch cà, gọt vỏ, cắt thành hình lục lăng, đun nóng xong dầu, cho cà vào xào tái. Tiếp theo cho đậu, tương dầu, tần bì gai, muối xào đều, cho một chút nước, đậy vung lại, đun cho đến khi cà chín mềm rồi cho rau thơm vào đảo đều vài lần là được. Thành phần dinh dưỡng: năng lượng 127 khu cổ, protein 4g, mỡ 7g, đường 12g. An Thảo Đường nâng niu từng vị thuốc, hãy không ngừng chia sẻ bài viết cho nhiều người biết đến. Đó là sự ủng hộ quý giá của quý vị đối với An Thảo Đường.